Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017. Trong 5 năm qua, ngành dầu khí đã có gần 2.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp được công nhận và áp dụng vào thực tiễn trong các lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, hóa, chế biến dầu khí, nhiệt và cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử với tổng giá trị làm lợi ước tính hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm. Từ kết quả của phong trào thi đua lao động sáng tạo, người lao động, dầu khí đã có đóng góp to lớn vào việc không ngừng nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng công trình, sản phẩm, dịch vụ, giảm giá thành sản xuất sản phẩm, tiết giảm chi phí. Hội nghị tổng kết phong trào thi đua lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017 đã có 29 cá nhân được trao tặng giấy chứng nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, 7 tập thể và 12 cá nhân nhận giải thưởng nhà nước về khoa công nghệ, 178 cá nhân được tặng bằng và huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 68 tập thể cá nhân được công nhận sáng kiến cấp tập đoàn. Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho rằng, trong xu thế hội nhập và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành dầu khí là rất lớn. Vì vậy, tập đoàn cần chú trọng tới các nhiệm vụ trọng tâm trong lao động sáng tạo trong thời gian tới.